Thực sự thì món quà này chị đã muốn tặng mọi người từ đầu năm 2017 rồi, nhưng mà đến tận bây giờ thì muốn món quà này được chỉnh chu hơn, muốn chỉnh sửa lại chút xíu để mọi thứ nó hoàn hảo hơn, món quà nó sẽ đẹp đẽ hơn để gửi tặng mọi người. Cho nên là đến tận bây giờ thì chị mới